AI dẫn đường trong cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh, hy vọng mới cho nhân loại. Khi nhân loại dần tuyệt vọng trong cuộc hành trình truy tìm dấu vết của sự sống ngoài vũ trụ, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành vị cứu tinh mà chúng ta mong đợi. Kỷ nguyên của công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm dấu hiệu của nền văn minh ngoài hành tinh dường như đang rơi vào bế tắc, Viện tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất (SETI) đã quyết định sử dụng AI và máy học Millilith để thắp sáng con đường đầy khó khăn này. Bill Diamond, chủ tịch kiêm CEO của SETI, giải thích: "Lượng dữ liệu mà chúng tôi thu thập tăng lên với tốc độ chóng mặt, vượt xa khả năng xử lý của con người bằng các phương pháp truyền thống. Đây là lý do mà AI trở thành một công cụ không thể thiếu. AI và máy học đang được triển khai mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và chúng sẽ là chìa khóa để chúng ta giải mã những tín hiệu ngoài hành tinh." Tốc độ thu thập dữ liệu đáng kinh ngạc. AI không chỉ giúp con người xử lý lượng thông tin khổng lồ mà còn có thể phân tích dữ liệu với tốc độ chưa từng thấy. Theo ông Diamond, Viện SETI hiện đang thu thập dữ liệu với tốc độ 3 terabit mỗi giây. Các tín hiệu vô tuyến và sóng truyền dẫn lạ được tự động phát hiện và phân tích. Nhờ AI, những hiện tượng kỳ lạ chưa thể giải thích được sẽ được lập ra, tạo cơ hội cho các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn. Thành công của AI trên sao Hỏa. Không chỉ SETI, NASA cũng đang tận dụng sức mạnh của AI cho các nhiệm vụ không gian. Gần đây, vào tháng 7, tàu tự hành Perseverance do AI hỗ trợ đã phát hiện ra một tảng đá đặc biệt trong miệng núi lửa Jezero trên sao Hỏa, và vị trí này được đặt tên là Thác Chiava. Đây là minh chứng cho việc AI không chỉ hỗ trợ con người trên mặt đất mà còn là công cụ quan trọng trong việc khám phá các hành tinh khác. Công nghệ và hy vọng mới. Mitch Horowitz, chuyên gia lịch sử và nghiên cứu, tin rằng AI cùng với điện toán lượng tử có thể biến đổi cuộc tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh. Nhờ khả năng phân tích nhanh chóng và thông minh của AI, hy vọng về việc phát hiện sự sống ngoài hành tinh chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Tương lai của trí tuệ nhân tạo trong không gian. NASA cũng đã sử dụng AI để tự động hóa các quy trình đánh giá chương trình và dự án, giúp tiết kiệm thời gian, tài nguyên và tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Sự kết hợp giữa công nghệ AI và các sứ mệnh không gian đang mở ra một tương lai mới, nơi mà những giấc mơ về việc kết nối với nền văn minh khác trong vũ trụ không còn quá xa vời. Câu hỏi lớn đặt ra, liệu AI có thể dẫn đường cho con người trong việc tìm kiếm những người hàng xóm vũ trụ? Chỉ có thời gian và công nghệ mới có thể trả lời điều đó.